Đây là đáp án đúng. Chúng ta sẽ lần lượt thử với từng điều kiện 1 xem tại sao chỉ có đáp án này được lựa chọn. Chúng ta thử cho điều kiện lặp là lựa chọn đầu tiên. Giả sử sau lượt tương đầu tiên thì chúng ta có số sắc 1 bằng 6, số sắc 2 bằng 3, số sắc 3 bằng 1. Chúng ta sẽ kiểm tra lần lượt từng phần. Phần này là phép so sánh bằng giữa số sắc 1 và số sắc 2 với các giá trị là 6 và 3 lên phép so sánh cho ta giá trị là 4. Phép so sánh bằng giữa số sắc 2 và số sắc 3 ta có 3 khác 1 nên nó cũng nhận giá trị là pho. Thì cả hai phép so sánh đều cho giá trị là pho nên điều kiện lặp sẽ có giá trị là pho. Và chương trình không thực hiện các lệnh bên trong hoàng nạp nữa, mặc dù là chúng ta vẫn chưa nhận được kết quả các mặt của ba con xúc sắc là bằng nhau. Vậy điều kiện lặp này là sai. Chúng ta sẽ tiếp tục thử với điều kiện ở phương án thứ hai. Chúng ta vẫn thử nghiệm với kết quả xúc sắc 1 bằng 6, xúc sắc 2 bằng 3 và xúc sắc 3 bằng 1 ta có thì 6 khác 3 nên phép so sánh đầu tiên ta nhận giá trị là 4 và 3 khác 1 nên phép so sánh tiếp cũng nhận giá trị là 4 vì 4 and 4 bằng 4 nên điều kiện lập không được thỏa mãn vì vậy lựa chọn thứ hai này vẫn chưa phải là điều kiện lập mà chúng ta cần cho chương trình chúng ta sẽ thử tiếp với điều kiện lập tiếp theo chúng ta thử với số liệu như ở lần trước vì 6 khác 3 và 3 khác 1 nên ta nhận được hai giá trị là chu và chu and chu thì bằng true nên điều kiện lập của chúng ta được thỏa mãn chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện tung thêm một lần nữa. giả sử lần này sau khi tung thì chúng ta có kết quả là xúc sắc 1 bằng 3, xúc sắc 2 bằng 3 và xúc sắc 3 bằng 1. chúng ta sẽ có phép so sánh là xúc sắc 1 khác xúc sắc 2 với giá trị là pô và xúc sắc 2 khác xúc sắc 3 với giá trị là chu. kết hợp phép so sánh bằng toán tử n, ta có pô and chu bằng pô. đến đây thì vòng lặp sẽ mặc định kết thúc mặc dù là chúng ta chưa nhận được kết quả mong muốn. vậy lựa chọn này cũng không đúng và chúng ta sẽ thử với điều kiện cuối cùng. Hãy thử trường hợp này lần nữa với số sắc 1 bằng 3, số sắc 2 bằng 3 và số sắc 3 bằng 1. Vì 3 bằng 3 nên ta sẽ nhận giá trị đọc true. 3 khác 1 nên ta sẽ nhận giá trị đọc for. True and for thì bằng for. Tuy nhiên thì điều kiện này có not ở phía trước. Vậy nên not for sẽ thành true. Và điều kiện lập vẫn được thỏa mãn. Ta sẽ vào bên trong vòng lập và thực hiện tung số sắc lần nữa. Giả sử lần này kết quả 3 mà số sắc đều là 3. Ta có là số sắc 1 bằng 3, số sắc 2 bằng 3 và số sắc 3 cũng bằng 3. Lúc này thì cả hai phép so sánh là 3 bằng 3 đều cho cho ta kết quả là true. Và true and true thì vẫn là true. Toán từ not ở bên ngoài sông ngoặc sẽ biến biểu thức này thành not true và sẽ nhận giá trị là false Và vòng lặp ngoài thì sẽ dừng lại. Đồng thời ta cũng nhận được kết quả của ba bài xuất sắc và giá trị như nhau, thỏa mãn yêu cầu của bài toán tương xuất sắc. Vậy điều kiện đặt này là đúng và thỏa mãn yêu cầu nên đây là phương án lựa chọn chính xác.